Có thể bảo là đích cũng cá vàng nhưng mà ý tưởng của là rõ đây là đích của em mà. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đích clip số 2 của thành viên thứ hai trong team mình là bạn Ken Ken với bộ bài tên là Crusadia Phoenix. Crusadia Phoenix. Có thêm tên gì trong deck này nữa không? Crusadia Phoenix Scyther. Ok. Với một bộ bài casual nhưng mà thử hưởng chiến thuật meta là của Phoenix và Scyther thì chúng ta sẽ xem anh Ken Ken phát triển bộ bài này như thế nào và xem nó khác gì so với deck Crusadia cũ của mình. Rồi, với cả deck Crusadia thì bản thân Crusadia là một cái deck mà spam được rất nhiều quái trên bàn. Vì thế nên là chúng ta có thể tận dụng cái khả năng đấy để Link Summon ra Dagda và Anaconda. Thì các bạn, nếu như mà các bạn có theo dõi meta thì hiện tại các bạn sẽ biết là đây là một cái combo rất là khó chịu, tại vì nó sẽ summon ra được kéo ra được Phoenix. Và Phoenix sẽ bắn Scyther trong tâm đối thủ và đối thủ sẽ không được chơi extra deck. Vì thế thì tuần sau các bạn sẽ có khả năng để OTK đối phương. OTK đối phương. Nó giống deck Phantom Knight đúng không? Nó giống kiểu Phantom Knight đúng không? Nó cũng tương tự như deck Phantom Knight, tuy nhiên là cái việc summon ra nhiều quái thì nó tương đối dễ, tại vì tất cả Crusadia đều có khả năng tự đẩy. Ok, chúng ta sẽ đến với main deck. À, từ trước khi vào deck list thì mình vẫn phải nhắc lại các bạn, đây là deck list trong Magic tháng 10. Caput đến set bước đến TD đúng không? Và có cả một vài card của Gold nữa. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với main deck nha. Ok, main deck của chúng ta thì có Max Constituency là tất cả các member của Crusadia thì đều x3. Có 5 con, 5 con với 5 attribute khác nhau, 5 type khác nhau. Maximus, Red Crucia, Leonid, Amoria và Draco. Chúng ta có dùng những effect phụ của này không? Có, chắc chắn là sẽ có lúc cần dùng effect, nhưng mà lúc đấy thì chúng ta sẽ tính sau. Ok, đây để xếp vào này vào. Chúng ta có hai member khác cực kỳ quan trọng ở trong deck, đấy là Format Skipper và Paradise Exit. Hai con Cybers, hai quái Cybers. Mà tẹt kẹo nữa thì mình sẽ giải thích là tại sao hai lá bài này rất quan trọng. Ok, chúng ta có những cặp biết tự special summon, tự summon bản thân chính là hai Dogmatica. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ chơi hai, mỗi loại một copy. Còn cao nữa vì sao thì mình cũng sẽ giải thích sau. Nó có một member khác cũng có khả năng tự nhảy, đấy là Danger Tsujinoko, rắn hồng, chú rắn màu hồng. Và hand check của deck thì chỉ có này. Sao cái deck này toàn x3 ấy vậy? Ba con tự nhảy và x3 bọn Crusadia và x3 bọn này, x3 Xuân. Ok, thì tất cả đều là consistency. Xuân thực ra cũng là một cặp consistency. Ok, rồi các bạn sẽ ngủ phải sao? Rồi chúng ta đến lại ba phần đi và ba mảnh combo Phoenix. Cái này thì đấy, nào mà chơi combo Phoenix với Scyther thì đều phải có. Ok, rồi như thế là xong phần starter. Chúng ta có ba lá bài mà cá vàng không bao giờ chơi, Small World. Nhưng mà trong deck này thì nó lại rất mạnh. Nhưng mà trong deck này thì nó lại works. Ok, lát nữa anh có thể giải thích về cái công dụng con này nhé. Okay, tại vì các bạn cũng rất là lú về con Summer World. Và cuối cùng là chúng ta có những lá bài X1 ở trong deck. X1 là On For One, On For One, Intervention, Chỉ Tay và Monster Reborn. Monster Reborn, hết rồi hả? Hết rồi. Đây, cái deck này nó deck đơn giản không? Nó... tất cả mọi copy đều X3 clearly. Ok, extra deck. Extra deck thì vì do chơi Phoenix thì đương nhiên là chúng ta có Phoenix. Chúng ta có Millennium Electric để Intervention ra. Link Monster thì đối với chúng ta có các Monster Link 1, bao gồm có đây, Magius, MVP của deck. Để xem bên này cho sáng.
hai monster linh một khác mà cũng thường hay summon đấy là Link Guribo và Link Spider. Cho nên mình sẽ giải thích về Nibiru token hả? Đúng, chính là chơi Link Spider để biến token của Nibiru thành Link Spider. Ok. Ngoài ra thì chúng ta có hai lá bài Sky Striker. Là Derek Sky Striker à? Kakari và Hayate. Ok. Để xuống dưới đi, để xuống dưới đi. Link 2 thì có Đắc Đa đương nhiên rồi. Và Anaconda, chúng ta giới thiệu. Chúng ta có IP Gold. Nightmare Phoenix. Nightmare Unicorn thì là cũng Gold. Và có ba lá bài Link cao đấy là Abramax. Để đen trên Abramax, Apollosa. Apollosa. Và một lá bài rất thú vị là Underworld Goddess. Hết rồi hả? Hết rồi, 15 card rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi hả? Đúng. À, từ từ, cái cha deck này hình như chỉ có một con là con Magius là được chơi, còn ngày trước là còn chơi cả con Link 2 và Link 3 mà. Đúng, nhưng mà Ultimate đâu? Nhưng mà deck này thì do endboss của nó là Đắc Đa và Anaconda nên là chúng ta không chơi những cái biến chất tê nhỉ. Đây không phải deck Cusadia đâu các bạn ạ. Để deck Phoenix và Scyther. Đâu, thực ra là có endboss bằng con Abramax. Abramax cũng là Cusadia ha. Ok, biến chất quá. Chúng ta đến với combo nhá. Đây, combo. Chúng ta có một cái Free Center và combo deck này sẽ start bằng cái gì? Chắc combo start bằng hai Cusadia thôi. Combo thì vẫn như cũ thôi, chúng ta open bằng hai Cusadia như deck Cusadia bình thường. Để ta ví dụ là hai Cusadia đây đi. Deck Lucia và Leonis. Thực ra chỉ là hai quái thú khác tên nhau thôi, không nhất thiết cần phải là đúng hai con này. Ok. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ normal summon một con. Ờ. Xong sau đấy là sẽ biến con đấy thành Magius. Ok. Để nào cũng được nhá. Sau đấy là special summon con này vào chân của Magius. Thì Magius sẽ search Draco. Vẫn là con Draco. Vẫn là con Draco. Ok. Sao chúng ta sẽ Link 2 hả? Sau đấy thì chúng ta sẽ biến hai con này thành Đắc Đa. Ok ạ. Đắc Đa. Thực ra là biến thành Đắc Đa hay là biến thành con này trước cũng đều được. Nhưng mà thường thì sẽ chọn Đắc Đa trước. Tại vì Đắc Đa sẽ chích được luôn lúc mà bây giờ special summon Draco vào zone mà Đắc Đa chỉ vào. Thì Draco sẽ chích cầm lại con mà mình normal ra. Con mà mình cái bài này giống cái bài hôm nãy. Còn con Đắc Đa này sẽ chích để set. Sẽ xe thờ từ đấy. Sẽ xe thờ từ đấy. Xong rồi sau đấy là chúng ta special note Deck Lucia vào chân. Ok. Và biến hai con này thành Anaconda. Anaconda. Công nghiệp thế nhỉ. Combo ngắn mà nó cũng chỉ thế này thôi. Sau đấy. Sau đấy thì Fusion Destiny và cặp đôi tình bạn. Chúng ta sẽ có Phoenix. Đúng, đây là combo cơ bản của deck. Thì nó chưa có gì đặc sắc cả. Đây là combo cơ bản nhất của deck từ hai Crusader bất kỳ. Đúng. Chúng ta sẽ có một Phoenix bắn được Scyther và bay lên và lock extra deck của đối phương. Đúng. Thế còn và trên bàn có 4 xác để tân xong. Nếu như mà thích Link Summon thì có thể Link Summon deck của con này đi để biến thành nhiều thứ khác. Ok. Thì đấy là combo 2 card thôi. Thế còn combo nào nữa? Còn combo đây này có combo mình sẽ giải thích liên quan đến Small World đi. Trước khi liên quan đến Small World thì ta sẽ nói về cùng con Foremost Keeper. Con này là một con rất là đặc biệt tại vì khi mà dùng nó để Link Summon thì người chơi sẽ được ép một Cyber Monster level 8 level 5 trở lên, sorry, level 5 trở lên từ deck trên tay. Thì chính là Paralexis. Paralexis là một con biết tự nhảy. Thì chúng ta có thể open với Skipper đi, normal Skipper. Chỉ open bằng Skipper thì chúng ta có thể biến con này phải sâu sâu một Link Monster từ extra deck. Thì con này đổi tên sẽ được, nó không đổi tên mà nó được cheat S là tên của con kia. Cheat S, nó không đổi tên nhưng mà nó được cheat S là tên của con kia. Ok, coi như đổi tên. Đây thì chúng ta sẽ reveal con này Hayate ấy hả? Đúng. Ok. Xong đấy biến con này thành Kagari. Ok ạ. Này sao Sky Tracker không chơi con này nhỉ? Ok. Thì Former Skipper sẽ search search lên con Paralexis. Ok. Sau đó chúng ta biến Kagari thành Hayate. Ok. Thì Paralexis sẽ nhảy xuống. Và anh sẽ nhảy xuống ô con này chỉ vào à? Đúng. Và đẻ ra một con nữa. Đúng. Ok.
Rồi xong rồi chúng ta biến hai con này thành Anaconda. Ok, Anaconda. Thì combo một cạc thì nó sẽ hơi trừ. À đương nhiên là không gọi là trừ, tại vì combo cũng chỉ cần một cạc. Thì chúng ta có bốn cái hình chơi. Nhưng mà cái combo này chỉ là chơi trong tình huống mà kiểu bốn hand còn lại của các bạn là hand không chơi được. Thì các bạn hoàn toàn có thể ra Phoenix và pass. Phoenix để pass, nó cũng là một boss có disrupt. Ok. Còn đương nhiên đấy là Commerce thì sẽ không bao giờ bốc một mình mà thường sẽ bốc cùng với cả một con Xander khác. Nếu như mà có thêm một Kusadia nữa thì hai con này thành Dagda. Xong là hòa ra Dagda trước xong rồi ra Anaconda sau hả? Nếu như mà có một con Kusadia hoặc là một con biết tự nhảy khác thì combo nó sẽ quay về cái combo kia. Không, nó cồng kềnh hơn. Đây mình sẽ... Đây sẽ là combo của Fomo Skipper và một con Kusadia bất kỳ. Thì đầu tiên là chúng ta summon Fomo Skipper. Ok. Nhưng mà sẽ không reveal Hayate mà reveal Aramax. Ok. Thì Aramax tên là Kusadia, là sẽ dùng lá bài này để link summon thành Mazep được luôn. Trigger effect của Fomo Skipper ép Paralyxis từ deck trên tay. Ok. Xong rồi chúng ta sẽ summon con này vào chân của con này. Và chúng ta vẫn search Draco. Con này sẽ search Draco. Ok. Xong sau đấy là các bạn link hai con này thành Dagda. Dagda, giống nãy. Dagda. Xong sau đấy là khi link summon Dagda thì chúng ta sẽ trigger effect của Paralyxis để ép con này vào chân. Thì chúng ta sẽ có thêm một body nữa ở đây. Ok. Rồi lúc này thì Dagda special summon Draco. Và dùng effect nhặt lại lần này không nhặt được Fomos Skipper rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có một con Kusadia bất kỳ. Hoặc là nếu như trong trường không các bạn không muốn nhặt lại gì thì các bạn hãy nhặt lại con này special Draco. Thì lúc mà Draco trigger để cầm lại cạp thì chúng ta xem Scyther từ đấy liên tục có Scyther. Sau này chúng ta link hai lá bài này thành, bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là chúng ta có thể link hai lá bài này lên thành IP. Ok, hai con này thành IP. Và hai lá bài này thì biến thành Anaconda. Ok. Sau đấy là chúng ta chơi Anaconda với... Thôi mình để riêng các bạn ra ngoài. Cũng được. Đây như thế này thì trong tuần sau thì các bạn có thể biến IP và Anaconda. Rồi. Các bạn có thể biến thành Aramax để bảo kê, hoặc là Ablosa, hoặc là Unicorn. Cũng được, nói chung là Unicorn đi cắt được con này này. Đúng, chính là đi cắt được cầm mình cầm lên luôn. Và cái bắn được Scyther bay lên. Thì đây là combo vẫn là combo bảo bảo có Scyther và có thêm một con Aramax nữa. Hoặc là Ablosa. Thế anh bây giờ đến lượt anh giải thích về sự xuất hiện của Small World trong deck này. Ok, Small World thì đối với bạn nào mà chưa rõ hiểu rõ về lá bài này thì Small World chúng ta có 3 bước để thực hiện effect của lá bài Small World. Thứ nhất là chúng ta reveal một card từ hand, sau đấy chúng ta reveal thêm một card từ deck, sau đó chúng ta banish hai con vừa reveal để ép một lá bài từ deck lên tay. Và cái lá bài được add lên thì nó phải... Đây, lá bài reveal từ hand và lá bài reveal từ deck có chung một đặc điểm là chung level hoặc là chung attribute hoặc là chung type hoặc là giống nhau về attack hoặc là def. Tức là stat. Và chỉ được một đặc điểm đấy và không được... Tức là có hai đặc điểm thì không được. Hai đặc điểm thì không được, ví dụ như là bạn không thể reveal được Xuân và Red Lucia. Tại vì Red Lucia và Xuân đều là level 3 hệ lửa. Level 3 hệ lửa. Ok. Nhưng mà bạn có thể reveal Red Lucia và Shuko với hai này chỉ cùng là level 3 thôi. Cùng là level 3. Còn tất cả những stat còn lại thì đã khác nhau. Hoặc là các bạn có thể reveal Red Lucia và Paralysis tại vì hai con này có cùng thủ 2000. Ồ. Con này cũng được nhưng mà em vẫn sẽ không chơi con Small World. Hiểu rồi, tức là các bạn hai con mà các bạn reveal ra từ tay và deck thì sẽ chỉ có chung một cái stat. Còn cái thông số thứ hai mà giống là sẽ không cùng nhau reveal được. Đúng, và sau đấy thì sẽ ép một con cùng thông số với cả con thứ hai.
cùng thông số với con mà sâu từ deck và cũng phải là cùng stat. Đúng. cùng một stat và một và chỉ một stat. Ok, ở đây là chúng ta có hai con này là cùng thủ 2000. Các cái stat ở đây thì là attribute này, level này, hoặc là công thủ hoặc là thai. Ok rồi, thì nó sẽ giúp ích gì cho deck này? Các bạn biết là Format Skipper là một lá bài cực kỳ quan trọng ở trong deck, cho nên là thường thì combo nếu như mà các bạn chưa có Format Skipper thì chúng ta sẽ xuất Format Skipper thông qua con này có Cybert này nên có thể dùng con này hả? Đây nha, đối với cả Crusadia, không phải là với Crusadia nhé. Ok, hoặc là Xuân, tại sao Xuân cũng là một cả con rừng si. Ok, hai con này xe nhau không điểm tấn công. Đúng đây nhá, ví dụ như là các bạn cầm Xuân chẳng hạn. Đó, ok, cầm Xuân thì các bạn có thể Revin Sujiyoko từ deck đây, thì Revin Xuân từ tay, Banish Sujiyoko từ deck và ép Format Skipper từ deck trên tay. Hai con này xe nhau thủ không. Ok, và hai con này xe nhau level 3. Đúng. Ok, nếu như mà các bạn cầm Crusadia level 3 thì các bạn có thể Revin Sujiyoko hoặc là Xuân để ép tay trên tay. Ok, tức là hai con này là hai con thông qua Small World được. Đúng. Ok, trong tình huống mà các bạn cầm Crusadia level 4 thì các bạn có thể Revin Eclesia để cầm Format Skipper trên tay, bởi vì hai con này cùng xe nhau attribute hệ line. Ok, hai con này không được, con này cũng là 4 line mà. À, con này thì không được. Chỉ có con này với cả con này thôi đúng không? Ok, con này thì sẽ Revin đây. À, cũng là hệ line. Ok, và cũng sớt một line khác. Ok, lý do vì sao mà có những con như thế này? Đúng rồi, ở trong deck tại sao lại có những con như thế này là tại vì nó, thứ nhất là nó biết tự nhảy, thứ hai là nó lú quá. Ok, bộ bài này thì nó có đắt không? Bộ bài này thì tương đối là đắt tại vì nó chỉ... thì nhắc đến Phoenix thì là đắt rồi. Chúng ta có Phoenix này, có Celestial, có Duster này, có Summer World này. Rất là Summer World này rất đắt. Còn một Kusari này chắc là rẻ. Nhưng mà dù sao thì đây có một chiến thuật khá thú vị để các bạn có thể nghĩ đến. Nếu như các bạn không muốn thích chơi Phantom Knight với combo Phoenix Scyther thì có thể chơi bộ bài này.